dân phủ Nghệ An hoàng người. Dân phủ Nghệ An về huyện Yên Bàng làm quan phủ dày. Trong đất chỉ trời gươm tiên, trong đất chỉ trời đánh đông dẹp mắc việc việc ngoài bình.
đề thơ. Quan đề thơ. Xin ông hoàng người đi thất bộ để bài thơ lý độ. So kim cổ anh hào. Bút pháp tinh anh quạt nhập thần. Hoa khai quả kết vạn cảnh xuân. Tây yên đức hoàng mười bình bút đề thơ an trăm họ. Thiên hạ ông ta hưởng thai bình. Sông lên đỉnh giáp non thần thấy du xuân trên ngàn thung dung đứng cửa thạch bàn. Xa nghe tiếng hát tiếng đàn lá vung reo. Nhìn lên đỉnh núi chân đèo xuôi trong nước chảy có sức reo quanh mình sườn. Rồi lại tần ngần bước ra. Mắt nhìn thăm thẳm phương xa. Kìa đôi chim én no đã tung bay. Cảnh đời tươi đẹp lắm thay. Nhìn xem cảnh ấy lòng hoàng lân lân. Hoa chúng chín đón ông mười là văn nhân. Hoàng là tài tử giai nhân. Bước vô trong động tay nâng bước mạnh mạnh. Tiểu đồng đón đã đón mời. Mời ông vô đồng. Ông mời hình diệu đào chuốc chen pha lê khuyên mờ tề tay tiên giọt chen diệu mờ. Nhất tuần sơ dâng lên bệ ngọc kính vua tạ mẫu thừa huệ dân mơ làm rước quan hoàng mười sơi. Ô sơi rước quan hoàng mười sơi quỳnh tiên chút chén diệu hồng. Nhìn tuần hạ dâng lên bệ ngọc kính vua tạ mẫu từ hồi nâng mời là mời giúp ông hoàng mời xin tha dưới giúp ông mời xin. Tay tiên giọt chè ngược diễu đào ngô trung nghi tam tuần chung dâng lên bệ ngọc kính vua tạ mẫu để các nó dâng vào là vào.
rước khoan hoàng mười sợi. Ô sợi, ô sợi đủ tam tuần chung. Gió mây bạt ngàn bao la.
buồn vô đền quan hoàng thật. Con chẳng biết sai gần. Chứ hỏi rằng gần hay xa, dù đường đi cách ngày chờ sớm hà, mà nhất tâm tìm tới hoàng đồ đường xa. Xin ông ban
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Những
sống phải làm phúc để mà sống, họ hưởng lộc trời ông người ban. Kẻ nào giả hiểm lòng gian, đào điên trao chờ hoàng xóa tan đi sạch nghĩ lầu, chứ hoàng xóa tan đi sạch nghĩ lầu. Vì chung một lối kín lòng hoàng lân lân.
tấp nập rộn ràng bàn đi mua ngay tấp nập rộn ràng trắng đèn kiếp bảo dước quan hoàng lai kinh.